khi có thằng bạn lúc nào cũng nói rằng bản thân hướng nội, không thích chỗ đông người và cái kết không đỡ nổi. Rất nhiều người thừa nhận cũng từng nghĩ rằng bản thân là người hướng nội, trầm tính cho đến khi gặp đúng người đúng thời điểm, lại còn đúng luôn bài tủ thì thôi rồi, đỡ làm sao được. Cộng đồng mạng cười bò trước pha hướng linh tinh này của anh chàng trầm tính. Người hướng nội là bạn anh, còn thần men thì không anh ạ. Dòng đời xô đẩy nên phải chảy theo nhạc thôi các bác ạ, chuyện xui rủi nào ai muốn đâu. Dù là hướng gì nhưng mà đến khi đủ đô rồi nó cũng lạ lắm mà nha. Các thanh niên hướng nội đâu cả rồi? Có đúng là hướng nội mà lại gặp ngay bài tuổi thì nó sẽ thế này hay không nhỉ? Chia sẻ ngay cho Tám TV cũng như ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe mỗi ngày để cập nhật thật nhiều tin tức bạn nha.